Dạ bác sĩ ơi, chương trình hôm nay sẽ bắt đầu bằng một lời nhờ tư vấn của một khán giả muốn nắm rõ cái phương pháp giúp điều trị các ca dương tính tại nhà. Khi mà chị cho biết là nhà của chị có kết quả dương tính đến nay cũng hơn một tuần rồi, chưa có biểu hiện sốt, chỉ có mẹ của chị là bị ho nhiều thôi. Và Trúc Huỳnh cũng nhận thấy là trong quá trình làm chương trình có rất nhiều khán giả gửi câu hỏi nhờ bác sĩ Khanh giải đáp là cần phải chăm sóc người thân mắc Covid-19 như thế nào. Thì rất mong bác sĩ Khanh giải thích và cho lời khuyên đối với các khán giả ạ. Đúng là cái tình hình hiện nay đó là người dân đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh đó, mà tự phát hiện mình là F0 bằng những cái phương pháp test nhanh tại nhà, và theo tôi điều đó không sai đâu. Đặc biệt là trong nhà có người cảm ho mà trong cái mùa này, thì thứ nhất khi mình có cái người mà trong nhà mình có một cái người cảm ho thì phải nghĩ ngay là có khả năng đã lây cho những người khác trong nhà rồi, và có khả năng những người khác chưa có triệu chứng. Điều đó mình phân ra là những người đó là những nhóm người nào. Nếu trong nhà chúng ta không có ai có là người nguy cơ hết, ví dụ là tuổi trẻ mà không béo phì, không có bệnh nền, toàn bộ là dưới 65 tuổi, thì hết sức bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Bởi vì đa số những người như vậy có thể họ không có triệu chứng gì cả, có thể họ triệu chứng rất là nhẹ, và có thể họ cũng có thể ho, họ ít ho nhiều, số ít số nhiều, nhưng mà đa số họ sẽ hồi phục vào khoảng ngày thứ 8, thứ 10 và khỏi vào ngày thứ 10, thứ 14. Thì mình hết sức bình tĩnh, mình đón nhận cái đó và mình sẽ vượt qua thôi. Và nếu mình vượt qua đó, mà đa số là vượt qua thì xem như mình khỏi chích ngừa. Bởi mình đã bệnh rồi, mình có miễn dịch rồi. Nhưng nếu trong gia đình mình có một người mà thuộc cái nhóm nguy cơ thì phải chuẩn bị ngay, chuẩn bị cái gì? Thứ nhất là cái máy đo SPO2. Thứ hai là cái nơi mà mình có thể chở đi được, hoặc là mình chở đi luôn, mình liên lạc y tế chở đi luôn, hoặc là mình chờ cái lúc mình cần mình liên lạc, mình phải thiết lập ngay cái đó. Nếu mình không thiết lập ngay cái đó kịp á, có khả năng mình phải mua luôn một cái máy tạo oxy từ 7 lít trở lên. Rồi cái về cái thuốc á, chúng ta chú ý là nó có ba bốn nhóm thuốc thôi. Nhóm thứ nhất là thuốc rất là thông thường, paracetamol, ibuprofen cho giảm đau và hạ sốt, thuốc ho thông thường, những cái loại thảo dược mà của đông y à, như là Aztec, là Prospan, rồi cái gì bổ phế gì đó. Đó, những cái đó là mình có thể sử dụng được hết. Còn nếu không nữa thì mình sẽ luôn những cái loại tân dược của con nít xài, ví dụ như là Teralen, nít xài cái đó thì mình xài được. Rồi những cái loại thuốc mà mình đau bụng, thuốc chống co thắt. Còn ba cái nhóm thuốc mà kháng viêm, kháng đông và corticoid thì mình phải có một cái người bác sĩ hướng dẫn rất là rõ, bởi vì nó có chỉ định riêng của nó. Cho nên nếu gia đình mình nhiều F0 thì tính toán nó ngay. Còn nếu trong gia đình mình có F0 mà cũng có F1 thì mình phải tách ngay cái người F1 mà già yếu đó ra ngay khỏi cái phòng riêng, bảo vệ người đó không được tấn công. Thì cái đó bắt buộc mình phải làm, và đa số làm như vậy đúng đó, thì nó cũng sẽ vượt qua vào khoảng từ ngày thứ 10 thứ 14 thôi, và mình sẽ đón nhận cái đó, không cách nào khác hết. Thật sự thì trong vòng nửa tháng, một tháng này là tôi tiếp xúc chắc cũng phải vài ngàn người như vậy rồi. Có nghĩa là nhiều gia đình lắm. Có người thì phải đi bệnh viện, có người thì cả khỏi hết cả gia đình. Nhưng thông thường á, những người trong gia đình hay lo tới con nít lắm. Nhưng theo tôi thì con nít chả có bị gì hết. Cho nên mình nhớ mấy cái đó để mà mình chuẩn bị tư thế. Dạ vâng, nhưng mà trong cái trường hợp là có một số gia đình nhiều thành viên nhưng mà vì kiểu gia cảnh không có điều kiện lắm, kiểu khó khăn thì họ sống trong một cái không gian kiểu chật hẹp hơn, không có nhiều phòng ốc để mà không có đủ không gian để có cách ly á, thì người dân nên làm thế nào để cho an toàn cho bản thân cũng như là lẫn các thành viên còn lại trong gia đình không mắc bệnh ạ? À? Nếu mình không có đủ không gian thì chắc chắn là cái người đó phải đi cách ly, đặc biệt là cái người trẻ bệnh trước mà người lớn chưa bệnh, không có cách nào khác hết. Nhưng chúng ta nghĩ là không gian có nghĩa là như vậy nè, có nghĩa là người đó ở một cái khu, một cái phòng nào đó riêng tiếp tế được, còn những người khác ở chung, hoặc là nhiều người F0 có thể ở chung một phòng chứ không cần tiếp phải mỗi mỗi F0 một phòng. Thì đó là cái cách mình phải 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 lo thôi, và nếu không được thì chắc chắn là mình phải đi cách ly. Chứ còn mình ở đó để mình lây thêm cho những thành viên khác, đặc biệt là những thành viên mà bệnh nền hoặc là người có nguy cơ thì rất là nguy hiểm.
Chú Huỳnh có hỏi lại là một cái câu mà nhiều người thắc mắc là cái chất thải sinh hoạt trong gia đình mà có người mắc COVID-19 thì mình phải cần phải xử lý như thế nào thưa bác sĩ để cho an toàn? Thật ra thì cái chất thải đó nó không phải là vấn đề đâu, mình chỉ cần bỏ cái bịch ni lông thôi. Đấy, những cái mình lo lắng về cái chất thải chủ yếu là cái họng người ta đó. Cái họng và cái bàn tay người ta, và cái họng mình bị hít vô, cái bàn tay mình đưa được cái miệng. Còn tất cả cái chất thải, thứ nhất á, chất thải mình sử dụng lại đó, mình chỉ nói cái người F0 á, rửa cho sạch, thậm chí là chén nước sôi thì không có cái gì mà nó còn đó. Và đặc biệt là khi cái người đó mang khẩu trang mà rửa đó, thì không có ra được. Còn tất cả những cái gì khác mình mang ra mình ngâm như xà bông và nó chết hết rồi, nó không có thể nào nó sống được với xà phòng hết á. Còn những cái mà rác mà mình bỏ đi luôn á, thì mình có thể bỏ vô bọc, bọc thêm hai cái bọc ni lông, nó không có là vấn đề gì cả. Tại vì thật sự cái con virus này nó rất là khó sống ở lại môi trường nắng nóng, với lại xà phòng, với lại cồn từ 60 độ trở lên, với lại ánh nắng, với lại những cái sát khuẩn thông thường, nó chết hết. Dạ vâng, còn đối với các trường hợp là những cụ già, những người mà trên cỡ 65, 70 tuổi trở lên, đặc biệt là những người mà giống như là mình đang mang bị bệnh nặng quá, nằm liệt giường luôn, kiểu không thể nào ngồi dậy hay là kiểu đi lại được, thì trong trường hợp mắc COVID-19, người nhà cần phải làm gì để chăm sóc người bệnh là đối tượng này ạ? Nếu mình có điều kiện thì mình nên đưa đến bệnh viện ha. Mình thiết lập một cái mối liên lạc nào đó để mình chăm sóc cho cụ, người lớn đó, những người lớn đó. Hoặc là mình chính là mình F0 thì mình đi theo mình chăm luôn. Chứ còn nếu mình để ở nhà, mình phải biết cách chăm và mình phải có một bác sĩ nào đó để mình liên lạc. Tôi cũng giúp nhiều người rồi, họ cũng vượt qua, nhưng mà có những người thì cũng phải cuối cùng phải đi bệnh viện. Cho nên cái đó không thể nào đưa ra trước một cái đáp án là phải chăm sóc ở nhà hay là phải đi ha. Mình phải có đủ dụng cụ để mình theo dõi và bất cứ lúc nào khó khăn mình phải đi. Dạ vâng. Và trong chương trình bản tin COVID-19 tối qua của Báo Thanh Niên thì có một khán giả tên là Phạm Đức Chung qua kênh YouTube muốn nhờ chúng tôi gửi câu hỏi cho bác sĩ Khanh, là khán giả muốn hỏi là đến hôm nay thì Việt Nam đã nhập được bao nhiêu liều Remdesivir và Monopiravir, liệu có thể trong cái túi thuốc cho điều trị F0 tại nhà thì có được một vài liều Monopiravir hay không thưa bác sĩ? Thật ra thì cái monopiravir này đó thì nó phải đủ nhiều thì mới uống được. Và hiện nay khi nó nhập về như vậy á, thì họ sẽ giao cho từng cái bệnh viện, ngay cả Ramsilavir cũng vậy, họ giao cho từng bệnh viện và giao cho y tế, chứ còn mình không thể mà giao hết cho toàn dân được đâu. Tại vì nó cần mới uống và thuốc thì nó giới hạn, và mình uống mà mình không có kiểm soát thì rất là nguy hiểm. Và theo tôi biết thì cái thuốc này nó cũng không phải là rất là rẻ đâu để mà cho xài đại trà ha. Thì khi nào có thì mình xài thôi, nhưng đây là một cái loại thuốc rất là kỳ vọng, cái thuốc uống á rất là kỳ vọng. Bởi vì khi uống vô đó, uống thì ai cũng uống được rồi, còn cái Ramsidavir thì nó phải chích nó, thành nó rất là khó. Uống thì ai cũng uống được rồi, nhưng mà nếu mình uống tốt, mình có đủ thuốc á, thì nó sẽ giảm được cái nồng độ virus, và khi nó giảm nồng độ virus lại nó sẽ giảm lây á. Rõ ràng người ta tính toán, người ta thấy là cái nồng độ virus trong họng của một người mắc bệnh là nó liên quan tới cái tốc độ lây ghê lắm đó. Khán giả có tên là anh Lê Ngọc qua YouTube hỏi là chào bác sĩ, cho em hỏi em có mua sẵn thuốc kháng viêm và kháng đông theo Bộ Y tế thông báo. Nếu như người nhà mắc COVID-19 có khó thở và không gọi được cấp cứu thì uống thuốc đó có được hay không thưa bác sĩ? Khi mà mình có cái thuốc đó ở nhà đó, thứ nhất là mình phải tìm hiểu cái liều. À, điều đó cũng không phải là quá khó, nếu mình không biết thì mình hỏi luôn cái ngành y tế, cái người mà y tế. Cái thứ hai là mình đọc kỹ biết à, tại vì thật sự ra cái liều nó không phải là quá phức tạp để khi mình sử dụng ha, đúng tên đúng liều là được. Và nó cũng có rất là nhiều cái lựa chọn, có nhiều loại khác nhau và cũng có nhiều loại tương đương. À, thì mình đọc kỹ cái đó mình xài được hết. À, và mình khi nào mình xài, thứ nhất mình phải canh ngay cái người có đối tượng nguy cơ, ví dụ người đó là trên 65 tuổi, người đó là trẻ mà béo phì ha, người đó có bệnh nền mà không ổn định, thì mình canh ngay cái người đó. Thì thông thường á, cái thuốc đó nó sẽ sử dụng ngày thứ năm, thì thường thường cái ngày thứ năm là nó chuyển qua cái giai đoạn miễn dịch, hoặc là trước đó là ngày thứ ba là thuốc kháng viêm đó. Thì mình thấy cái khó thở thì mình xài, khó thở thì mình xài được. Thì trong hướng dẫn cũng nói là trong thời gian mình chờ đợi khó thở, mình có thể là kháng viêm kháng đông, nhưng mà mình
mình cũng nên tìm hiểu, mình nên tìm hiểu cho đúng, tại vì cái thuốc kháng viêm này đó nó sẽ ảnh hưởng tới dạ dày à, tại vì nó là corticoid mà. Còn cái thuốc kháng đông mà ảnh hưởng chảy máu thì không đâu, chỉ những người nào mà trên 80 tuổi thôi. Nhưng mà sợ sợ cái thuốc kháng viêm đó, nó sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, rồi mình uống nhiều quá miễn dịch nó lại giảm xuống à. Nhưng mà thông thường những cái thuốc này họ chỉ xài từ 5 tới 7 ngày thôi. Cho tới hiện nay thì người ta nghiên cứu hai cái thuốc này nó gần như là cứu cánh của những người có nguy cơ cao đó, để tránh đi vào đó. Nhưng mà nếu mình nói như vậy thì tất cả mọi người xài hết thì nó sẽ rất là phí, và nó sẽ thiếu thuốc cho những người cần xài, và đa số 60 đến 80% là không cần xài cái này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.